có câu, nơi càng nghèo thì càng loạn lạc, lời này chẳng sai chút nào. Bởi vì mẹ tôi đã bị chính bà nội tôi bắt về để sinh con đẻ cháu, cho nhà tôi. Bà nội tìm thấy mẹ tôi ở ngay bên cạnh bờ sông. Không ai biết mẹ tôi đã đến từ đâu, tâm thần cũng không bình thường, ngay cả tên của mình là gì cũng không biết. Nghĩ tới cảnh nhà nghèo, cha tôi không lấy nổi một người vợ. Lúc đó bà nội bèn nảy ra một ý, bà kéo mẹ tôi về nhà cho bằng được, sau đó nhốt lại trong phòng, bảo cha tôi mau chóng đi vào động phòng, có gì sinh lấy một đứa nối dõi tông đường. Vừa hay đêm đó, ông nội tôi đi sửa mộ cho người ta mới về, nhìn thấy ngọc bội nhà mẹ tôi đeo trên cổ, ông lập tức không đồng ý, ông bảo nhà họ Lý không có cái phúc này, còn bảo bà nội mau chóng đưa mẹ tôi đi, nếu không cả nhà sẽ bị hại chết. Nhưng bà nội tôi chết sống không chịu, còn mắng ông nội là vô dụng, làm cái nghề thợ sửa mộ, nghèo tới nỗi ngay cả con trai mình cũng không có tiền lấy vợ. Nếu nhà họ Lý tuyệt đường hương khói, bà thà đập đầu chết trước mộ tổ tiên cho xong. Lời của bà nội thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của ông nội. Ông thở dài, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng gọi cha tôi đi ra ngoài nhà, nghiêm giọng cảnh cáo cha tôi, nếu muốn sống thì đừng có đụng vào mẹ tôi. Nhưng điều quái lạ là, từ sau đó, ông nội không còn đi sửa mộ cho người ta nữa. Ngày ngày, ông ở nhà chỉ để trông chừng mẹ tôi, không cho cha tôi vào phòng. Nhưng bản thân ông thì lại hay lui tới phòng đó, mà đã vào là phải rất lâu sau mới đi ra. Mỗi lần đi ra tuy ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trên gương mặt lại là nụ cười rất vui vẻ. Lúc đó, bà nội bận rộn sắp xếp mọi chuyện, lựa chọn ngày tốt rồi mời bà con chòm xóm tới ăn cỗ. Đêm hôm ấy, ông nội cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mở to mắt nhìn cha tôi đi vào động phòng. Ông nội đã đứng ngoài cửa phòng suốt cả một đêm. Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi mang thai, tôi được sinh ra đúng ngày 9 tháng 9. Ông nội bèn đặt tên cho tôi là Lý Sơ Cửu. Cả nhà đều cho rằng lời cảnh cáo của ông nội chỉ là nói mò mà thôi. Nhưng không ngờ, lúc tôi 10 tuổi, rốt cuộc cũng đã có chuyện xảy ra. Khi tôi dần lớn lên, người trong thôn cũng bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện nhà chúng tôi. Nói là mặt mũi tôi không giống cha tôi tí nào, còn nói tôi là anh em ruột với cha tôi mới đúng. Mọi người càng lúc càng bàn tán sau lưng nhà chúng tôi nhiều hơn, còn mắng nhà họ Lý chúng tôi không biết xấu hổ. Cha tôi bị mắng cho không ngẩng mặt lên được, uống say rồi liền làm loạn. Cha tôi dắt theo đám bạn bè vô lại của mình về nhà, nói là phải dạy cho mẹ tôi một bài học. Cha tôi đã đánh đập mẹ tôi suốt 1 tiếng đồng hồ, phải cho tới khi mẹ tôi khóc không ra tiếng nữa mới thôi. Tôi trốn trong chăn khóc mãi, cũng không dám chui ra nhìn xem mẹ tôi thế nào vì sợ cha tôi đánh cả tôi. Khóc mệt rồi, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng của ông nội. Lý lão nhị, cái thằng trời đánh thánh vật, mày đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, mày định hại chết cả nhà à. Tiếng quát mắng của ông nội khiến tôi giật mình tỉnh lại. Chờ khi tôi bò xuống khỏi giường, thì đã thấy ông nội tôi đang đứng ngay cửa phòng mẹ tôi, tức giận tới run người. Mà vào lúc này, cả người mẹ tôi thì đang treo lủng lẳng ngay dưới xà nhà. Hai bàn chân duỗi thẳng cẳng, cái xác còn thỉnh thoảng đung đưa qua lại. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không biết cái gọi là sự thống khổ của sinh ly tử biệt. Bình thường đều là bà nội chăm tôi, cho nên cảm tình giữa tôi và mẹ cũng không sâu sắc. Nhưng khi thấy vết bầm trên mặt cùng với cánh tay của mẹ, tôi vẫn thấy sống mũi cay xè, khóc quả thành tiếng. Ông nội không biết tôi đứng ngay sau lưng, lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi, nhíu chặt chân mày, sau đó ngồi xổm xuống an ủi tôi. Sơ Cửu, không khóc, cháu là đàn ông. Tôi không hiểu thế nào là đàn ông, chỉ vâng một tiếng, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn xác của mẹ tôi. Hai mắt của mẹ tôi mở to, tia máu trong con ngươi đều biến thành màu xanh.